Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Chống Diễn Biến Hòa Bình cung cấp cho cộng đồng mạng chân dung kẻ khủng bố Trần Thị Điệp. Trần Thị Điệp sử dụng nhiều tài khoản Facebook như Anh Trần, Anh Trần Trần, Hoa Nguyễn Thị, Ngọc Hoàng Xanh, cùng đồng bọn trong ổ nhóm nhân danh bảo vệ danh tướng, cổ suý bảo vệ cho Ngụy Sử, âm mưu xét lại, viết lại lịch sử, tôn vinh Ngụy Quân nhằm chính danh cho Ngụy Quyền, đã thực hiện hành vi khủng bố tinh thần và âm mưu thực hiện khủng bố bằng bạo lực chưa thành đối với quần chúng đang đấu tranh chống Ngụy Sử, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong đời sống xã hội. Trần Thị Điệp với sự giúp sức đồng lõa của đồng bọn, ngông cuồng liều lĩnh không những ở nơi công cộng mà còn đến tận nhà công dân là đối tượng mà chúng nhắm đến để ghi hình, chụp ảnh, thu thập thông tin nhằm phục vụ cho hành động khủng bố cá nhân, gia đình, những người mà chúng đang ngày đêm xuyên tạc, quy chụp, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Hình thức khủng bố chúng đang thực hiện là khủng bố tinh thần, đồng thời dự mưu khủng bố bằng bạo lực nhưng chưa thành. Chỉ thống kê sơ bộ, trong khoảng thời gian một năm qua, Trần Thị Điệp với sự trợ giúp đắc lực của đồng bọn đã thực hiện hành vi khủng bố 6 lần đối với công dân là đối tượng mà chúng nhắm đến, được ghi nhận cụ thể, có bằng chứng rõ ràng do chính bọn chúng huynh hoang báo công một cách công khai trên mạng hoặc tự khai, cụ thể như sau. Lần thứ nhất, Trần Thị Điệp đến quán cà phê Không Gian Xanh tại chung cư Bắc Hải để chụp ảnh, dò la thông tin và tán phát lên mạng xã hội với mục đích khủng bố về tinh thần và xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm công dân. Nhưng không may cho Trần Thị Điệp, quán cà phê này đã được chủ nhân sang tên đổi chủ cho người khác trước đó không lâu. Lần thứ hai, ngày 18 tháng 2, 2021, tức mùng 7 Tết Tân Sửu, Trần Thị Điệp gọi điện đe dọa khủng bố công dân lúc 2 giờ sáng với ngôn từ sặc mùi bạo lực và vô văn hóa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm công dân một cách nặng nề. Lần thứ ba, cũng trong ngày 18 tháng 2, 2021, vào khung thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ 30, Trần Thị Điệp đã ngông cuồng liều lĩnh cùng đồng bọn dàn xếp một vụ khủng bố công dân bằng bạo lực ngay trước cửa công an Tân Bình. Sự việc được đồng bọn của Trần Thị Điệp là Phạm Duy Thanh, một cựu chiến binh thương binh 1/4 là công dân phường 10 quận 4, hả hê tường thuật lại trên livestream bằng tài khoản Facebook ngay sau đó. Từ đó chúng ta mới biết trong vụ dàn xếp khủng bố chưa thành này của chúng có mặt những cái tên quen thuộc. Nguyễn Thế Cương, tức Cương Điên, giả danh là sĩ quan an ninh của công an, đứng sau chống lưng kích động cho Trần Thị Điệp. Người thứ hai là Phạm Duy Thanh, một thương binh cựu chiến binh biến chất với bản tính côn đồ tỏ ra hung hăng, xông xáo nhất trong vụ này. Người thứ ba là Nguyễn Minh Tuệ, tức Đào Nguyên Thành, kẻ giả danh nhà báo ASEA. Ngoài Trần Thị Điệp và ba nhân vật chủ chốt trên, còn có cả chục đồng bọn khác hỗ trợ để âm mưu thực hiện hành động khủng bố. Lần thứ tư, tối 30 tháng 4, 2021, cùng với đồng bọn là Phạm Duy Thanh, Nguyễn Minh Tuệ, Trần Thị Điệp đã đến nhà khách T67 của quân khu 7 với ý định cùng đồng bọn gây rối tại buổi họp mặt tri ân những nhân chứng lịch sử là các cựu chiến binh đặc công biệt động và tình báo thời kỳ chống Mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thực ra, kẻ ngông cuồng liều lĩnh trong vụ việc này là Phạm Duy Thanh, tên cựu chiến binh thương binh biến chất khi y mang theo cả loa để định gây rối và live stream tại đây. Rất may cho chúng đã không manh động, nếu không kết cục sẽ không có gì tốt đẹp khi nơi chúng định tổ chức kích động, gây rối là doanh trại quân đội và ngay buổi họp mặt tri ân các cựu chiến binh chống Mỹ cứu nước đầy ý nghĩa hôm đó. Lần thứ năm, chiều ngày 26 tháng 12, 2021, lợi dụng chủ nhà đi vắng, Trần Thị Điệp với sự hộ tống của đồng bọn, ngang nhiên đến nhà riêng của công dân quay phim, chụp ảnh, tán phát trên mạng xã hội để khủng bố tinh thần và công khai đe dọa khủng bố bằng bạo lực. Lần thứ 6, sáng ngày 3 tháng 1, 2022, Trần Thị Điệp cũng với sự hộ tống của đồng bọn tiếp tục ngang nhiên đến nhà công dân, thu thập thông tin, quay phim, chụp ảnh nhà riêng và người nhà của công dân tung lên mạng khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, công khai xâm phạm hình ảnh cá nhân, mưu toan xâm phạm gia cư bất hợp pháp và thu nhập thông tin phục vụ cho chính thị và đồng bọn thực hiện âm mưu khủng bố bằng bạo lực đối với công dân.
Những lần Trần Thị Điệp dù là ở nơi công cộng hay tìm đến nhà công dân thu thập thông tin, quay phim, chụp ảnh để tung lên mạng nhằm khủng bố tinh thần công dân cũng như dự mưu dàn dựng thực hiện khủng bố bằng bạo lực chưa thành đã được công dân cung cấp thông tin, bằng chứng trình báo. Đồng thời, công an phường sở tại cũng đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của khu phố do công an phường quản lý và camera của gia đình, hàng xóm cùng thu thập những hình ảnh, livestream, clip chúng đã phát tán trên mạng xã hội. Tất cả các bằng chứng có liên quan đến 6 lần khủng bố công dân nêu trên của Trần Thị Điệp và đồng bọn đã được nạn nhân cung cấp đầy đủ cho cơ quan công an để tập hợp trong hồ sơ trình báo tội phạm khủng bố. Những hình ảnh, hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện việc khủng bố về tinh thần và dự mưu thực hiện khủng bố bạo lực chưa thành của Trần Thị Điệp và đồng bọn của nó được đăng kèm theo đây để cộng đồng mạng nhận diện cảnh giác. Anh chị em đang tham gia chống ngụy sử, vạch mặt những kẻ đang cổ suý bảo vệ cho ngụy sử, tập hợp trong ổ nhóm nhân danh bảo vệ danh tướng, tôn vinh ngụy quân, hãy nâng cao cảnh giác với thủ đoạn khủng bố tinh thần và âm mưu khủng bố bằng bạo lực một cách ngông cuồng, liều lĩnh, có hệ thống, có tổ chức của chúng. Chúng đã ngông cuồng liều lĩnh đến mức này rồi và chúng coi pháp luật Việt Nam không ra gì. Chúng ta cùng nhận diện.